Huy ơi, xin chào cả nhà. Hôm nay thì mình muốn làm một cái video dài một tí để mà chia sẻ complete về cái cách chỉnh sound card ODG. Thì uh, thường mình gắn cái sound card vô thì nó đi chung với cái CD. Thì mình cài cái software của nó hoặc là mình lên trên mạng mình download nó xuống. Um, sau khi mình setup nó xong, restart xong máy á, thì mình phải bấm chuột phải vào cái loa. Đây là cái loa. Mình chọn cái đường sound. Trong recording mà bình thường á, thì nó sẽ để là cái đường line in này enable và đường microphone enable ok các bạn nhớ bình thường là nó sẽ để cái này là default có nghĩa là đánh dấu màu xanh này nè là mình đang hoạt động mình và mình đang xài nó nhưng mà lúc mà cài đặt xong thì trong cái custom của microphone có nghĩa mình double click lên cái microphone trong cái custom này cái cộng 20 dB này sẽ hoạt động thì mình uncheck cái box này mình tắt nó đi bây giờ mình mở lên nó sẽ rè đó, đây là các bạn nghe được đúng không? Cho nên mình tắt nó đi. Sau khi tắt nó đi thì uh, mình có thể disable nó. Đường line in cũng vậy. Mình chỉ chọn cái what you hear này thôi mà mình nếu mà mình disable hết thì tự động tự giác thì cái what you hear này nó là, là cái cái default để mà mình xài. Um, trong what you hear các bạn chỉ cần chọn uh, set 75 cho tới một tới 80 thôi là ok. Còn ai mà giọng yếu hơn tí thì có thể lên 85 Nhưng mà mình khuyên là để thu âm, để livestream hay là để ca hát trên mạng này nọ Thì xài 75 cho tới 80 Thì mình ở đây mình đang để 78 sẵn Có nghĩa là what you hear các bạn set default Còn bên playback Bên playback thì các bạn có thể tăng maximum lên hết Lúc mà set up xong thì cái microphone nó sẽ bị mute Thì các bạn unmute nó để 100% hết um, mình không xài microphone mà mình xài đường line in Tại vì mình xài cái microphone condensed Line in thì ở đây các bạn thấy to nhỏ không à, Lý do tại sao mình xài line in là tại vì line in là stereo Còn microphone nó là mono Stereo có nghĩa là mình có thể chỉnh loa bên phải Bây giờ mình nói chứ có nghe một bên Hay là loa bên trái okay? Các bạn có thể chỉnh được Nó là stereo cho nên uh, nghe hai đường Nó đều như nhau Nha yeah. um, cái này là cái bước đầu tiên cái basic để mà chỉnh để mà nó phát ra nhạc. Tại vì cái đường what you hear là những gì bạn nghe được thì uh, nó sẽ phát ra được, nó sẽ thu âm được. Như bây giờ bình thường á lúc mà cài xong song card nó set cái microphone là default các bạn nói chuyện nhưng mà nhạc sẽ không nghe được. Còn ở đây các bạn sẽ, sẽ nghe được nhạc. Đây các bạn nghe được nhạc và nghe được mic của mình ở đây mình có thể giảm nhạc nhỏ lại để mà mình nói chuyện với các bạn đúng không đó hay là mute luôn đây mình uh, đang làm cái video để mà chia sẻ cho nên không thể nào mở nhạc nhiều khi uh, dính mấy cái bản quyền rồi cái video nó không được đưa lên uh, cho nên mình uh, để một khúc nhỏ như vậy thôi để các bạn nghe được là cái này có thể nghe được nhạc nha yeah. ok bây giờ tới cái phần effect cái phần effect thì đại đa số người Việt Nam mình thích tiếng vang nhiều cho nên uh, xài cái ho nhiều Mỗi lần mà làm xong máy móc á thì uh, trong này nó có cái uh, gọi là cái folder ODG Sound Blaster này nè Trong này nó có một cái gọi là Sound Blaster ODG 5 Control Panel Các bạn mở nó ra Đây, nó đây Sau khi setup cái sound xong mình có thể tắt nó đi rồi Bây giờ là tới những cái mà phần để mà chỉnh sửa effect. Um, nhớ trước khi mà KH các bạn kiểm tra lại trong speaker nó để thường là nó hay để 5.1. Mà nếu mà là 5.1 thì không để cả không thể nào ca hát được hay được hết. Tại vì các bạn chỉ có đeo cái headset hay là ra loa stereo thôi, còn 5.1 với lại 7.1 là thường là cho xem phim chơi game để mà mình có một cái surround uh, gọi là virtual surround có nghĩa là súng đạn nó bắn một nơi rồi xe cộ chạy một nẻo những cái âm thanh gọi là âm thanh ảo âm thanh 7 chiều âm thanh 5 chiều để cho mình nghe nó sống động hơn ok tất cả những cái này là mình cứ để để star kiểu này hết chỉ có chọn là một là headphone hai là chọn 2.1 tại vì con người có hai cái lỗ tai thôi chấm một là thêm một cái boss nữa thì nó nghe nó ấm hơn nhớ nhớ trong speaker online karaoke thì microphone mình đã hoạt động trong kia rồi nha. Còn speaker chọn 2.1. Cái quan trọng nhất để cái hát AH thì là cái EAX này. <laughs> cái EAX. Có nghĩa là trong EAX nó chưa có gì hết. Hiện tại hiện tại bây giờ mình nói chuyện rất là khô, đúng không? Bây giờ mình chọn mình chọn cái effect ở trên cùng và mình chọn cái ho thì nó sẽ có tiếng vang. Bây giờ đã có tiếng vang. Các bạn nghe có tiếng vang. Đây, tiếng vang. tập đợi một tí. 1 2 3. Ok. Có nghĩa là tiếng vang này là tiếng vang microphone, tiếng vang line in và tiếng vang đường nhạc luôn. Nhạc của mình bây giờ cũng bị tiếng vang luôn. Ờ uh, Chrome. Nhạc của mình bây giờ là có tiếng vang. Các bạn nghe thử. Các bạn có nghe được tiếng vang không? Ok. Bây giờ nếu mà mình uh, có tiếng vang không muốn chỉnh sửa nó để mà có giọng hát hay tiếng nhạc nghe nó thật hơn thì mình lại phải thêm vào uh, một cái effect nữa EAX Studio ở đây mình thêm cái echo vào nhưng mà lúc mà mình thêm echo vào thì tiếng nhạc cũng sẽ có echo nó tất cả đường đều có echo có tiếng vang hết đây, 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 đây. Echo. 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 echo bây giờ mình thì mở mình nhạc, nhạc. nhạc. Tiếng nhạc, nhạc, cũng nhạc có echo, 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 echo. Mình, mình phải, bấm phải bấm vào cái source, source Cái source này, này. Wave, wave, wave là nhạc yeah, yeah. Mình tắt mình đi cái tiếng vang Echo Mình tắt mình đi cái tắt tiếng vang Hiện mình tại mình có nó nói với các bạn Mình xài line, sẽ line in. in Mình tắt, mình tắt đi tiếng vang Bây giờ chỉ Bây giờ còn echo Mình tắt đi tiếng echo Nghe rất là khô khan luôn Ok có nghĩa là tiếng vang một hai tiếng yêu cô một, một, một hai. hai ok còn cái đường microphone mình không có xài cho nên có để trăm phần trăm nó cũng không có vang được tại mình đâu có gắn microphone đâu bây giờ nhưng mà mình mình chỉnh là mình chỉnh chung luôn để mà uh, muốn có gắn microphone nó cũng không có bị vang sau đó mình uh, lại trở lại uh, trở lại line in để mà mình chỉnh effect theo ý muốn của mình mình nói ví dụ ca hát mình có thể tăng tiếng vang lên một tí dòng uhm, giọng mạnh giọng yếu là do mình uh, chỉnh thôi. Như bây giờ ở đây mình để 30, echo mình để 25. Các bạn nghe thử coi. Thôi, 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 thôi. Tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối mơ. Nếu mà các bạn cảm thấy hay, các bạn cảm thấy hay thì các bạn có thể lưu nó lại để uh, lưu nó lại trong cái folder custom hay là nếu mà để trong một cái folder effect luôn á thì mình khuyên là để cái chữ a cộng để mà nó nằm ở hàng trên cùng. Thí dụ như âm thanh này là âm thanh uh, âm thanh uh, ca hát. Ha. Âm thanh ca hát. Rồi, mình save nó lại. Nhưng mà giờ đêm thì nhiều khi là mình không có sức, không có hơi hay là mình phải hát nhỏ để tránh tình trạng người nhà làm ồn làm phiền người nhà hay là hàng xóm thì mình có thể tăng lên tí nữa. Ở đây 40. Rồi ở đây mình uh, cũng 40 đi, 40 40. Ok. Thì mình lưu lại là ca hát nhẹ. Nhưng mà cái dùng cái âm thanh ca hát này để mà nói chuyện á, thì nghe nó nghe lại khó nghe lắm, nó vang quá. Đúng không? Thì mình lại làm một cái âm thanh nữa là âm thanh nói chuyện thì echo thì mình giảm bớt đi luôn có nghĩa là 10 phần trăm hay là 5 phần trăm thôi hay là 7 phần trăm thôi để có tiếng vang nhẹ nhẹ kiểu này thì mình dùng nó mình lưu lại thành âm thanh nói chuyện sau khi mình để tên cho nó mình bấm chữ save có nghĩa là hiện tại bây giờ các bạn nếu mà các bạn nhìn thì mình có thêm ba cái effect ở trên âm thanh ca hát âm thanh ca hát nhẹ và âm thanh nói chuyện nghe nó êm hơn nó không có vang nhiều Lý do tại sao mà mình làm cho nó vang nhiều Là tại vì lúc mà các bạn mở nhạc lên á Thì cái tiếng nhạc nó ác đi nhiều tiếng vang lắm Cho nên uh, nghe rất là trong Nghe rất là hay Ok Còn uh, những ai mà giọng yếu hơn á Thì có thể thêm một cái gọi là Cái uh, Parametric uh, Equalizer Thì mình thêm một cái effect nữa Đây Parametric Equalizer Bây giờ nó mạnh hơn nhiều nữa Các bạn có nghe được không đây bây giờ mình thử tắt nhỏ nó đi nè Nó nghe bình thường Và mình tăng lớn nó lên đó, thì nó nghe lớn hơn Ok Thì cái này nó cũng giống như là cái echo với lại cái reverb Ở trong cái đường line in mình cũng có thể, có thể giảm nhỏ đi Và tăng lớn lên Đó cái này nó nó boost cái âm thanh của mình lên, cái giọng của mình lên hoặc là nhạc lên nhưng mà nó lại làm cho dịu hơn. Nó không phải như cái boost cộng 20dB giống như cái khúc đầu mình chọn chọn trong cái sound để mà nó bị rè. Đây trong cái sound này. Um, mình thì mình không xài là tại vì uh, mỗi người có mỗi chất giọng khác nhau ok cái này là bây giờ mình xóa đi rồi mình không xài đến bây giờ hiện tại là mình đã có ba âm thanh mình đã có ba âm thanh các bạn nhìn thấy nha um, sau khi mà làm xong thì mình có thể tắt nó đi rồi tại vì uh, mình đã lưu lại hết rồi thì trong này uh, mình đã có ba cái âm thanh mới là âm thanh ca hát âm thanh uh, ca hát nhẹ yeah. Và âm thanh nói chuyện Ok, âm thanh nói chuyện nghe nó vang vang một tí Nó dịu hơn Nha yeah. Ok Có nghĩa là bây giờ mình có thể mở nhạc lên để mà mình hát Và mình uh, Đây Mình có thể mở nhạc và hát cùng lúc Để có một cái âm thanh nó thật hay Để có cái âm thanh nó thật hay Ok Nếu mà đã xong cái này là coi như là mình đã chỉnh được cái sound card rồi rồi ngoài ra những cái âm thanh này nếu mà làm xong rồi trong cái studio mình trở lại nha mình trở lại trong cái studio mình có thể lưu cái âm thanh này lại export nó ra mình lưu nó cái âm thanh thành uh, um, đây mình để trong cái folder effect mình lưu âm thanh nói chuyện rồi mình chọn âm thanh uh, ca hát nhẹ và mình lưu lại export nó ra rồi âm thanh ca hát nhẹ mình cũng export nó ra có nghĩa là bây giờ mình đã có ba âm thanh và nếu mà mình vô tình mình delete nó, à, delete âm thanh nói chuyện và delete luôn á âm thanh ca hát đi thì uh, trong này nó đã mất hết. Nó mất hết. Mình chỉ cần import nó vào lại thôi. Âm thanh ca hát nhẹ nè. Rồi import âm thanh ca hát, rồi import âm thanh nói chuyện. Thì bây giờ mình đã lại có ba cái âm thanh đã lại như cũ. Các bạn nhìn thấy không? Mình có lại ba âm thanh như cũ luôn. Rồi bây giờ là mình có thể ca hát và mình nói chuyện được Đó là cái mà mình nói là những người mà ca hát trên mạng thì thật sự mà nói chứ có xài tới cao lắm là 5% của cái soundcard này thôi Tại vì nó còn những cái mà lên tông xuống tông nhưng mà mình khuyên bà con không có xài là tại vì nhạc mà mình lên tông xuống tông thì nó không còn là chất lượng gốc nữa Nó sẽ mất hay đi, nó sẽ mất hay đi đó Ok, cái video này là mình chia sẻ cách chỉnh sửa âm thanh để mà livestream, để mà ca hát trên mạng, để mà thu âm qua headset hay là qua qua đường line in qua mixer hát ở nhà với bạn bè, mình cũng có thể lưu âm thanh à, anh A, chị B, chị C mỗi người một cái âm thanh khác nhau người thì giọng yếu thì tăng nhiều tiếng vang lên, tâm cho cái cái equalizer vào. người mà giọng mạnh thì tắt cái equalizer đi hoặc là thêm uh, bớt echo, bớt cái reverb, bớt tiếng vang đi. thì mình có thể lưu lại được. cũng giống như mình lưu tên nói chuyện thì bây giờ mình lưu lại thành tên anh A, chị B, chị C, anh D này nọ. thì mình có thể lưu lại và mình uh, giữ lại cái đó cho bạn bè mình mỗi lần mà người nào hát thì mình chỉ cần chọn chọn đúng cái âm thanh của cái người đó thôi là người đó hát theo cái ý muốn của họ và cái chất giọng của họ luôn, ok. Ngoài ra mỗi người lại thêm một cái chất giọng của cái dòng nhạc. ví dụ như mình ở đây mình hát nhạc nhạc bolero khác ở đây mình hát nhạc trẻ khác ở đây mình hát nhạc chính phòng khác thì mình có thể lưu cả triệu cái âm thanh khác nhau luôn. nó có thể lưu ổ cứng của mình lưu được bao nhiêu thì nó lưu được bấy nhiêu. đó nhưng mà những cái file này nó rất là nhỏ cho nên lưu được cả tỷ luôn chứ đừng có nói là cả triệu nha. Cái vấn đề là có nhớ được hết cái 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 cái, cả tỷ, cái 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 effect đó hay không thôi. Ok. Đó, như các bạn nhìn thấy cái chia sẻ này nó nó dễ không dễ nó khó không khó. Nếu mà ngồi nghiên cứu ngồi mà coi đi coi lại cái video này vài lần thì các bạn cũng sẽ rành nó để mà lúc mà mình chuẩn bị cho một cái chương trình thu hình, thu âm hay là một cái live stream nào đó thì các bạn coi nó rất là dễ dàng chỉ cần 10 giây thôi là các bạn đã chỉnh được rồi. còn muốn thêm ý muốn mà chậm hơn thì là một phút. còn đã lưu lại rồi thì thật sự mà nói chỉ tốn có một giây một mở ra thì là có cái effect như ý muốn của mình rồi, đúng không? Um, cái video này là mình để chia sẻ cho nên mình không muốn dính dáng tới uh, những cái bài hát trên mạng, tại vì nhiều khi có những bài nó dính bản quyền, um, cho nên mình không có thể nào mà hát thử mình có thể hát khô cho các bạn nghe như bây giờ cái bài uh, một khúc đầu như cái bài uh, riêng một góc trời mình dùng âm thanh nói chuyện hoặc là mình không dùng âm thanh nào trước để các bạn so sánh tình yêu như nắng nắng đưa em về trên dòng suối mơ đó là khô bây giờ âm thanh nói chuyện tình yêu như nắng nắng đưa em về trên dòng suối mơ không có nhạc thì các bạn nghe cái này nghe nó hay nhưng mà nếu mà có nhạc vào thì nó ác đi tiếng vang rồi thì nó cũng nghe là khô cho nên á, tại sao mà cái âm thanh ca hát mình lại tăng nhiều tình yêu như nắng nắng đưa em về bên dòng suối mơ cái này tiếng vang nó sẽ bị ác đi nếu mà các bạn mở nhạc nó có nhạc cũng như cái âm thanh nhẹ này tình yêu như nắng nắng đưa em về bên dòng suối mơ nó sẽ giúp mình uh, hát rất là nhẹ nhàng giờ đêm cũng không cần phải gào thét mà cũng không cần phải ngân cho nhiều nữa tại vì đã có echo đã có effect nó nó hỗ trợ cho cái cái giọng của mình rồi okay. đây là cái mà những cái sound card khác ít cái ít cái nào có lắm giống như là những cái như X-Fi uh, x, uh, x của Creative thì nó chỉ có tiếng vang thôi đó tiếng vang là cái tiếng auditorium đây cũng là tiếng vang đúng không hay là concert hall là cái mà nhiều người xài nhất đây cũng là tiếng vang nhưng mà cái này hay là mình chỉnh sửa được ý, theo ý muốn của mình mình có thể giảm tiếng vang bớt đi để nghe cho nó trong nó hay hơn đó. Nhưng mà mấy cái sound card khác, khác thì không có cái echo Không có cái delay Có nghĩa là Cái echo Là nó repeat lại Nó lặp lại cái câu mình nói nghe, Đây Ví dụ Mình uh, tắt hết Tắt hết cái uh, Cái tiếng vang đi Đây là tiếng vang Tình yêu như nắng Nắng đưa em về Bên dòng suối mơ cái này là tiếng vang. Nghe, okay. còn tiếng echo nếu mà echo không thì khó hát lắm. Tình yêu như nắng, nắng đưa em về Điều bên dòng suối mưa. Nhưng mà nếu mà các bạn nghe và nhận ra được đó thì cái tiếng echo nó trong, tiếng vang thì nó không được trong cho máy. nhưng mà lúc mà mở nhạc lên thì cái tiếng vang bị ác đi rất là nhiều cho nên cái tiếng echo của mình nó vẫn trong. Nghe, okay. nó vẫn là trong. Còn cái tiếng vang này nó sẽ bị ác đi Cho nên nghe rất là hay nha Các bạn cứ để ý Cứ theo cái giọng nói của mình cái, cái giọng hát của mình để mà chỉnh sửa cái effect này Chứ Ở đây thì thật sự mà nói nhiều người nói À thôi để mình chỉnh cho Mình chỉnh hay lắm này nọ Cái đó là bậy cái Về cái phần mềm thì không ai nói được câu là À mình chỉnh âm thanh hay lắm Cái đó không được phép nói luôn Là tại vì mỗi người mỗi chất giọng Mỗi người mỗi chất giọng phải để cho người ta tự chỉnh theo ý muốn của người ta được Cái đó mới là cái hay còn nếu mà chỉnh xong rồi á, ồ, oh, chỉnh cho người này xong người này kéo người bạn tới hát, hát giọng nhạc khác tự nhiên âm Thanh nghe kỳ quá thì lại bị băng tay băng tiếng, đúng không? Rồi có nhiều bạn xài live stream những cái sound card external giống như là xoxk K10 hay là V8, V8S mấy cái đó đó thì tất cả những cái đó nó qua cái đường uh, uh, TRRS để mà câu vào điện thoại. Tất cả đều là mono hết, nó không phải là stereo cái điện thoại cuối cùng nó cũng chỉ là cái điện thoại thôi chứ nó không có chuyên môn như cái computer hay cái laptop mà so với cái computer và cái laptop hay là cái macbook thì cái computer là đứng hàng đầu là tại vì thứ nhất computer nó chịu nhiệt được thứ hai mình có thể upgrade cái computer được thí dụ nó chậm quá thì mình bỏ ssd vào mình gắn sound card vào làm việc thì cần màn hình thật tốt hay là webcam của mình xài USB 3.0 hay là USB-C Type thì mình cũng có thể mua một cái chip hay là mua một cái PCI Express adapter để mà mình gắn vào có nghĩa là mình nâng cấp được còn cái laptop thì chỉ có nâng cấp được nhiều lắm là RAM hay là cái SSD để mà máy nó chạy nhanh thôi Ok cho nên tới bây giờ Huy chỉ khuyên ai có điều kiện ai có khả năng nên xài computer còn nếu mà để hát chơi vui thì uh, xài laptop nhưng mà sound card của laptop thì lại khó tìm hơn nha rất là khó tìm nó cũng không hay bằng ok rồi cái live stream thì quan trọng nhất là cái gì là cái đường truyền cái đường truyền của mình mà tốt thì uh, mình tải âm thanh và tải hình ảnh của mình lên nó rõ hơn nó nhanh hơn cho nên mình cũng khuyên không nên xài wifi mà gắn dây trực tiếp vào cho dù là laptop hay là computer ok không nên xài wifi cái điện thoại thì nó đỡ hơn là tại vì cái hình của cái điện thoại, cái màn hình điện thoại nó nhỏ cho nên nó không cần nhiều tốc độ. Thì các bạn nghĩ là ok, vậy thì của mình xài wifi cũng được nhưng mà thật sự mà nói về cái chất lượng hình ảnh nó không bằng. Chất lượng âm thanh nó không bao giờ bằng luôn. Ok. Rồi có những người xài những cái external sound card rồi lại phải đi cài Cubase, cài FL Studio để mà có những cái auto-tune, để mà có những cái effect Mình uh, nói thật chứ đâu phải ai cũng uh, Ai cũng có khả năng để mà chỉnh được cái uh, auto-tune đâu Auto-tune hay là Cubase này nọ Thì mấy cái đó là những cái cho professional rồi Còn chơi vui mà để chỉnh cái đó xong rồi Mai mốt nó update Rồi uh, ai chỉnh Có ai có thể hướng dẫn và học được cái đó để mà Chỉ hướng dẫn, chỉ lại người ta được hay không mà những cái này đó mình nói thật, nếu mà đã chuyên về Cubase là phải chuyên về studio chứ không phải là chỉnh ca hát karaoke trên mạng được là coi như là mình đã rành về Cubase, cái đó là sai hoàn toàn luôn. Cái đó sai hoàn toàn. Ok. Live stream thì có người xài OBS, có người xài Manicam Ok, nhưng mà cái đó nó lại dính dán tới màn hình nó lại dính dáng tới màn hình tại sao có những cái webcam 720 có những cái webcam full HD 1080 có những cái webcam 4K đó hay là xài qua camera cũng giống như các bạn nhìn thấy trên YouTube nó cũng để nè đúng không 1080 hay là 720 hay 480 mươi um, là do cái đường truyền của các bạn nhiều khi cái đường truyền yếu thì nó chọn cái cái lô nhất cái mà bình thường nhất miễn sao để nghe được và thấy hình được thôi còn đường truyền của bạn mạnh thì nó lên 4K hay là Full HD nha yeah, 4K là Full HD Đó là cái mà kinh nghiệm của Huy Đây là cái mà Huy chia sẻ Mà Huy hy vọng là tất cả mọi người đều biết Cách chỉnh âm thanh theo ý muốn của mình Để mà sau này Mình có thể chia sẻ rộng rãi ra trong cộng đồng mạng Để mà mọi người đều có thể hát hay Đều có thể đạt được cái cái đam mê của mình Ok Còn uh, cái video này Huy sẽ đưa lên Youtube Và đưa lên website của Huy nếu mà ai mà có gì thắc mắc hay là ai mà có ý kiến hay là một cái sáng kiến nào mới hơn có thể chia sẻ cho huy biết nếu mà nếu mà được nha <laughs> chia sẻ cho huy biết để mình gom những cái hiểu biết đó mình chia sẻ tiếp cho mọi người huy uh, xin cảm ơn cả nhà huy xin ngừng cái video tại đây chúc cho cả nhà mình uh, có một ngày sinh hoạt thật vui vẻ huy xin ngừng bye bye cả nhà